Có chuyện gì vậy mẹ? Có chuyện gì vậy? Mẹ đâu có ăn ớt được đâu mà sao bỏ nguyên một cái trái ớt vô tô của mẹ vậy nè? Dạ dạ không phải của chị Thanh đâu dì. Dạ là do con nấu á dì. Sao con? Tại con quen tay nên con lỡ bỏ vô á. Quen tay sao được? Trời ơi, dì bị bệnh gì đâu có ăn ớt. Mà hồi xưa giờ chị con không thích ăn ớt nữa con biết mà. Tự nhiên giờ con độn ớt ở dưới cái tô vậy rồi hại gì hay sao? Mẹ ơi, chắc không sao đâu mẹ. Cái này là ớt mình nấu nó không có cay đâu mẹ, với lại mẹ chưa cắn mà. Chưa cắn nhưng mà cái mùi nó nồng lắm. Là mẹ dị ứng rồi. Dạ tại bình thường mẹ con thích ăn ớt lắm nên là con lỡ tay con bỏ vô thôi à. Cái gì? Mẹ con là chuyện của mẹ con chứ. Còn ở đây là gì mà đâu có phải theo sở thích của mẹ con được. Ý con là nói gì làm quá lên để kêu ca đó hả? Phải không? Dạ đâu có đâu, con đâu có ý đó đâu dì. Thiệt tình á, tôi không có ăn được đâu, đem đi ra ngoài đi. Thôi bà mẹ, mẹ đừng có như vậy. Bác sĩ nói rồi, bệnh của mẹ là phải lúc nào cũng vui vẻ, tinh thần phải thoải mái nó mới mau hết bệnh được. Mà mẹ cứ giận hoài vậy, bực bội hoài vậy bệnh thêm á. Đâu phải mẹ giận đâu, tự nhiên mẹ giận đâu. Tự nhiên nấu ớt lên mẹ không có ăn được thì mẹ phải phản ứng chứ. Mà bây giờ hả, con nói đúng đó. Bây giờ mẹ cảm thấy tăng lên rồi. Mẹ qua giường. Mẹ hình như là huyết áp mẹ không ổn á con ơi. Dạ. Lấy cái máy đo cho mẹ đi. Dạ rồi. Đang Anh ơi. Ra ngoài đi. Đang Anh ơi không cần đo chắc nó lên rồi, con lấy thuốc cho mẹ uống. Dạ rồi. Dạ bình tĩnh đi con lấy thuốc mẹ uống. Con lấy cái máy con đo đi Đăng Thành ơi. Con lấy cái máy đo đi Đăng Thành ơi. Rồi con đo cho mẹ. Trời ơi. Cái máy mẹ bỏ đâu? Cái gì chị hai? Chị hai cô đơn. Tôi giả vô mặt bây giờ à. Chứ thấy chị đứng mình nãy giờ ở ngoài hoài à. Chị kêu ba chị em mình xuống họp. Chứ giờ họp gì đâu mà chị đứng chị quay lưng. Sao tụi em nói chuyện được? Bây giờ chị khẩn thiết yêu cầu hai đứa phải suy nghĩ cách lẹ lên đi. Chứ cái tình hình này á, mẹ cứ hành cả nhà hoài. Chỉ có một cái máy đo huyết áp thôi mà. Thấy không? Làm cho cả nhà mệt mỏi từ bữa giờ. Suy nghĩ đi. Em thấy ngày nào chị cũng về trễ. Em với Phi Lân với chị Đăng Thanh mới mệt nè. Ngày nào mẹ cũng bắt phải 30 phút là phải đo huyết áp cho mẹ. Rồi mẹ còn bắt làm này làm kia nữa. Cứ than thở hoài. Riết rồi hả, em tù huyết áp như mẹ luôn á. Chị đâu có biết. Mỗi ngày nha, cứ cách ngày là bắt tụi em chở mới đi bệnh viện. Tại nó là huyết áp mẹ tăng lên rồi. Mà bây giờ hôm nay em có cuộc họp nó đâu đi được. Để vậy em để cho Phi Lân chở mẹ đi một mình luôn đó. Mấy giờ vậy? Sao? Cũng vì cái máy đo huyết áp mà tụi mình phải hả lên xuống theo mẹ. Không mấy bây giờ mình làm cho cái máy đó hư đi. Đó, hư cái máy đó là mẹ khỏi cần đo nữa. Thấy chị thông minh không? Chị làm như á, bây giờ hư cái máy đó là mẹ không còn tiền để mua thêm một cái máy mới nữa. Rồi chị nghĩ cái chuyện đơn giản quá. Ủa mà bình thường á, chị là đồng minh với mẹ mà. Sao nay tự nhiên? Bình thường á, chị đồng minh. Nhưng mà cái vấn đề nào đúng thì thôi. Chị cũng lo cho sức khỏe của mẹ. Nhưng mà em biết tính mẹ rồi. Cái gì mà cũng làm quá lên hết trơn á. Vậy sao được? Cái vấn đề ở đây là mình phải phân tích về cái tâm lý của mẹ. Mình phải nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Mình đúng chia rồi. Sẻ, mình tìm cách. Chứ ai mà đi làm hư cái máy hay là mất cái máy anh chị. Trời ơi, nhưng mà nó thiệt. Ủa mẹ. Ủa mẹ. Dạ. Mẹ mới đi khám về mà thấy tươi tắn vậy chắc là bác sĩ nó huyết áp ổn định rồi phải không mẹ? Không còn chút nào hết con ơi. Cái đồng nó cứ tăng. Bác sĩ nói là phải theo dõi thật là kỹ. Nếu không là ảnh hưởng đến tính mạng đó. Mà huyết áp đo tới 181 lần. Vậy? Dạ, dì ơi, dì nghe lộn rồi. Huyết áp của dì á là 151 chứ không phải là 181. Gì vậy? Là sao mẹ? Thì mẹ cho tròn số để dễ nhớ. Nhiều khi á, bây giờ á, nó còn cao hơn nữa đó. Bác sĩ nói là nó thất thường lắm. Không có bình thường đó. Nên mình phải đo thường xuyên. Ôi, sao mẹ chóng mặt quá mấy con ơi. Chắc huyết áp mẹ lên rồi con ơi. Tôm mẹ. Trời ơi, em nghĩ sao vậy? Chị nói với em là kêu làm cho cái máy hư. Hết chuyện tiền đem đi giấu làm sao? Sao mà làm cái máy nó hư được? Giờ làm cách nào? Chỉ giờ có đem đi giấu thôi. Giấu đi là mẹ tìm không ra mẹ quên đó. Quên? Em nghĩ sao quên nhỉ? Quên cái đầu em á. Tính của mẹ bây giờ hả? Mẹ cần cái máy, mẹ nghiện cái máy còn hơn là cái gì nữa. Hở tí xíu là máy đo huyết áp. Bây giờ nè, em giấu đi. Mẹ hả? Mẹ làm lên cho coi.
Có đứa nào thấy cái máy đo huyết áp của mẹ đâu không? Mẹ, cái máy đo huyết áp là cái máy của mẹ. Thì mẹ biết chứ sao mẹ hỏi tụi con, em biết không? Không, con biết. Tụi con không biết. Thì ta, hồi nãy mẹ đo cách đây có 30 phút á, là mẹ để trên giường. Mà bây giờ mẹ tìm hoài không thấy. Ủa, nhà bị mất gì hả dì? Cái máy đo huyết áp của dì đó, con có thấy đâu không? Mới đó thì nè, bây giờ nó mất tiêu rồi. À, mẹ. Vậy thôi để con chạy lên con kiếm cho dì nha. Kiếm cho dì đi con. Đó. Mẹ, mà ha, con nghĩ đó nha, mình á, mẹ không có nên đo huyết áp thường xuyên đâu. Tại vì á, đo nhiều vậy không có tốt. Ví dụ như khi nào mẹ thấy trong người không khỏe, mẹ mới lấy ra mẹ đo thôi, đúng không? Đúng rồi. Ủa mấy đứa này ngộ ghê á. Bệnh tình của mẹ, sức khỏe của mẹ, mẹ lường trước được, mẹ biết nó biểu hiện sao thì mẹ mới lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Mà sao kêu mẹ không đo, mẹ thấy nó ha, nó tần, mẹ nhức nặng đầu thì mẹ phải đo. Bác sĩ dặn gì mà con? Mẹ cứ đo vậy hoài là không được đâu. Mẹ cứ nghĩ về cái bệnh tình mẹ riết là mẹ không có hết bệnh được mà mẹ bệnh nặng hơn đó. Ủa sao tự nhiên ngộ vậy ta? Giống như nó nói cái kiểu giống như nó không có thương mẹ nó chút nào. Không phải, mẹ hiểu sai ý Ngân. Ngân nó lo cho mẹ. Ý nó nói là suốt ngày mẹ cứ nghĩ về cái máy đo huyết áp vậy hoài, mẹ sẽ bị dễ bị huyết áp lên xuống thay vì cái thời gian đó đó. Mẹ tập cho mẹ ăn uống, mẹ tập thể dục, mẹ lo cho sức khỏe, biết đâu huyết áp của mẹ ổn định. Ý hơn vậy phải không em? Đúng rồi chị. Trời gì hay quá à. Nè, dạ có rồi chị ơi. À, vậy hả? Ủa con tìm được ở đâu hay vậy Phi Lân? Dạ ở dưới gầm giường á. Gầm giường ai? Dạ gầm giường của gì á. Trời đất ơi, sao hồi nãy gì để trong giường mà giờ nó nằm ở dưới gầm giường kỳ vậy ta? Mấy đứa biết thôi, đứa nạp giống mẹ. Trời ơi, làm gì có. Nhiều khi mẹ quên á, mẹ để dưới gầm giường mà mẹ không nhớ á. Mà trong phòng của mẹ mà ha. Đúng rồi. Là giường của mẹ mà ha. Ai giấu được. Ê, ghê quá con. Trời ơi, huyết áp nó lên cao, nó không ổn định, cái nó ảnh hưởng tới thần kinh mẹ luôn. Cho nên á, ngày mai con rảnh không, đứa nào rảnh đưa mẹ đi khám thần kinh đi. Ngày mai con được nghỉ làm vậy thôi, để ngày mai con chở gì đi hả? Đơn. Cái gì chứ mẹ ơi, cái chuyện mà thần kinh chứ không ảnh hưởng đâu. Nhiều khi con nè, con còn trẻ con còn hay nhớ quên chứ phải bệnh đâu, mẹ không cần đi khám đâu. Trời, chị nói gì á? Vì bệnh nhẹ mình phải đi khám liền chứ, để bệnh nặng là khó trị lắm luôn. Tình hình bệnh của mình á mà diễn biến như thế nào á là mình biết, cho nên mình phải kiểm tra đó. Nói như tụi con như vậy là không có thương mẹ rồi. Tính ra Phi Lân nó còn quan tâm, nó lo lắng cho mẹ hơn. Con, dì sẽ thưởng cho con. Hai đứa này coi như vậy chứ nó không phải con ruột của tôi thì sao á. Để dì lo, dì đem đo thử coi nó sao. Lân, chắc chị đánh em quá à. Sao vậy? Là lên tà lẹt. Ai mượn? Ủa, hai chị không gái xin nhanh với em chứ, em đâu có biết đâu. Chị đá quá trời, em có thấy đâu. Đá 100 lần luôn á. Em nữa, hết chỗ giấu. Nghĩ sao, đi giấu dưới gầm giường. Chị chạy em chỗ giấu đi. Dạ, dì ơi, dì cho con ở lại đây chút xíu hay gì? Ủa, con mang nước vô cho dì. Rồi sao không đi ra ngoài chơi đi với anh chị đi. Ngồi nãy giờ nửa tiếng rồi đó. Có dạ. Chuyện gì hả? Dạ tại con mà chạy ra ngoài là anh chị quýnh con liền luôn á. Trời đất ơi, có chuyện gì mà anh chị quýnh con? Dạ tại con tiết lộ bí mật tùm lum tùm la hết, nên là con sợ anh chị quýnh. Với lại lát hồi mà anh chị về ngủ là con chạy về phòng liền. Cho con đi chút. Mà dì có thấy mỗi chỗ nào không? Để con bóp da cho. Vậy hả? Dạ. Mà dì thấy chỗ nào á mỗi nhiều á, nói con nha, con bóp mạnh chút. Được đó nghe. Có vẻ là biết chăm sóc người lớn đó. Dạ, tại hồi đó mẹ con đi làm về á, mẹ con mệt, con bóp da cho mẹ con hoài à. Biết rồi, con quen rồi. Tính ra mẹ con có phước ha. Chứ dì có 3 đứa con mà không đứa nào nó biết chăm sóc mẹ nó hết á. Vậy dì cho con gọi dì bằng mẹ nha. Mẹ. Dạ. Tùy con.